Hello, xin chào các bạn. Mình là thầy Phong Hai Nốt và hôm nay thuận theo ý trời thuận theo ý của những ông trời là các bạn kêu mình reaction Dimas thì mình rất là thích, thật sự rất là thích, bởi vì chàng trai này có một cái giọng hát đỉnh không còn gì để có thể đỉnh bằng. Đó thì đó là một cái mà mình phải rất là hổ thẹn với quốc tế mình có cơ hội là được có thể tập luyện, và hiện tại bây giờ thì thật sự là mình cũng đang cố gắng để có thể hát được những cái bài hát, để có thể tập được những cái kỹ thuật và những cái bài hát của Dimas Vitas để có thể chia sẻ lại cho mọi người, chia sẻ lại cho cộng đồng. Hiện tại bây giờ thì chưa tuyên bố là chưa có huyết tồ được, mới là giai đoạn đầu của huyết tồ thôi, ép nhẹ nhẹ thôi, vui vui thôi. Đó là chưa có được cái gọi là ổn định, bởi vì mình cần có một cái thể lực để có đó mình tính sao. Còn bây giờ mình sẽ reaction Dimas rồi mình sẽ chia sẻ cái cảm nhận của mình, cái sở thích của mình, và chia sẻ một số những cái định hướng để chúng ta có thể, tôi và bạn có thể cùng nhau đạt được những cái đam mê ca hát, để đạt được cái level đó trong tương lai. Ok, câu chuyện của tương lai của chương trình không phải là câu chuyện của hôm nay nha. Hôm nay mà hát được vậy là bạn lọt top những giọng hát cao nhất thế giới rồi. Ok lúc đó là không có ngồi đây nói chuyện chém gió tào lao đâu, giờ là đi diễn tận thế giới ok nha, bây giờ mình sẽ vô. Ok, mình né qua bên. Né qua bên chút xíu nha. Rồi. Để cho cái màn hình bên đây. Ok. Đẹp. Vừa đủ đẹp. Nét không ta? Các bạn biết bài này bài gì không? Opera 2. Quá dữ. Bài này mình biết đầu tiên là do Vitas. Mình nghe được đây là ca khúc của Vitas mà. Dimas sẽ hát lại thôi. Sao khúc này Vitas kéo xuống cổ ha. Sao kỳ ha. Đáng lẽ Vitas phải đẩy lên trên hát chứ ta. Khó hiểu. Cái kỹ thuật lên cao, của Vitas, huyết tồ này, cái này là huyết tồ đó của Vitas đó, là một cái kỹ thuật nó khác, nó nghe cái cảm nhận nó khác với Dimas chứ không, Dimas nó khác với Vitas ở cái chỗ đó, hiểu không? Còn Dimas là lên Dimas lên hút âm thanh của, còn Vitas thì cái cách nó khác. Cái đó mình sẽ phân tích một tí xíu, mình sẽ phân tích cho các bạn. Chuẩn opera ha, chuẩn opera. Cái này là huyết tồ đó các bạn. Cái này là bước đầu của huyết tồ. Cái đó lát nữa mình sẽ giải thích cho các bạn lý do tại sao nó gọi là bước đầu của huyết tồ. Thì nó thường là nốt đô, rê 6, đô rê 6 đến nửa tông. Đúng rồi, nửa tông. Lại tiếp tục lên thêm nửa tông nữa, lên rê. đó là kỹ thuật quýt tồ nha. Quýt tồ, quýt tồ. Rơi thang. Quá dữ, quá dữ, quá dữ. Quá đỉnh ha. Ok. Đó thì các bạn thấy đó là Dimas là dân opera thứ thiệt. Nhớ nha. Thì các bạn muốn hát được cái này thì các bạn phải học kỹ thuật opera. Đó thì kỹ thuật opera thì cho đi thì cái cách hát của Vitas là cách hát mà Vitas Dimas chứ lộn, hai người Dimas Vitas hình như có dòng họ với nhau không ta? Có một chút dòng họ với nhau không? Thì cũng hát một bài đó. Thì Dimas đúng rồi, Dimas thì dân opera. Vitas cũng là dân opera. Mình nhớ không lầm thì Vitas là 4 tuổi rồi đã vào chưa nhà hát quân đội, nhà hát thính phòng giao hưởng á là để học. Dimas thì cũng vậy, từ nhỏ nên không khó khăn gì mà tới bây giờ mà những người đó hát được như vậy. Đó thì đó là một cái quá trình tập luyện chuyên nghiệp và thể lực để lên được cái nốt cao như vậy, được một cái lực nén. Còn nén là huyết tồ là cái phần này nè, mình nói cho các bạn nghe rõ chút xíu là huyết tồ là cái phần này, phần cộng hưởng, nó gọi là cộng minh cộng hưởng. Đó thì cái phần này là phần âm thanh các bạn dễ nghe nhất của huyết tồn đây, phần xoang này không, và nó cộng hưởng với phần trên đây, nó cộng hưởng với xoang càm, nó cộng hưởng với xoang càm, cộng hưởng trên cái phần xoang mặt của mình. Đó thì huyết tồn là phần cộng hưởng rất là căng, nó cần một cái lực nén cực là bén. Đó là một cái sự cộng hưởng. Chưa tập được, đang tập từ từ. Mình cái thể lực của mình nó chưa có đủ. Ngày xưa là mình hát cổ nha các bạn. Mình là sinh ra bẩm sinh là dân miền Tây, gia đình miền Tây, miền Nam hát giọng cổ kinh khủng. Mà mình khắc phục được như vậy là một cái quá trình gọi là đổ mồ hôi sôi mắt. Thì đó lý do tại sao mà mình nói là các bạn phải đi từ từ. Các bạn phải đi từ hét vôi, tại vì nó cộng hưởng mà, nó cộng hưởng hét vôi, nó cộng hưởng chết vôi, nó cộng hưởng tất cả các xoang trong cơ thể. Và nó tập trung, âm thanh của nó tập trung ở vùng mặt nạ và nó nhảy ra ngoài. Đó, nó là hát mà ngoài cái mặt nạ luôn, nó gọi là trên cả giọng ốc. Đó là kỹ thuật huyết tồn. Đó, huyết tồn nha các bạn, để hát được bài này huyết tồn, chứ còn mà hét vôi là không có cửa hát bài này, trừ khi là giọng nữ. Giọng nữ thì nói gì rồi, giọng nữ trên nó nam tới 4 tới 5 nốt nhạc lận. Ví dụ như nam lên tới son tới la là hết cỡ của hát voi. À, thì bắt đầu phải nhảy qua giọng khác rồi. Thì nữ là không, nữ á, là hát voi á, hát mid á, là thường là ví dụ như son la thì nữ là si đô rê, ví dụ vậy, vẫn có thể sử dụng giọng hát đó luôn. Đô rê vẫn có thể sử dụng hát voi. Mid. Đó, còn huyết to nó là một cái câu chuyện mà nó nhảy ra luôn. Bạn muốn lên tới là đô 6 rơi 6, đô 7 rơi 7, đô 8 rơi 8 là bạn nhảy với dòng huyết to. Trời, mình hút 6 mình hút còn không được nữa hả? Ok ha, rồi các bạn để ý kỹ cái này nha. Đó. Thì Dimas là một cái chất giọng mà mình không có thể nói là quá dữ rồi ở opera thính phòng, đỉnh của đỉnh này. Các bạn thấy không, cái tiết tấu chơi lúc đầu nó chậm thì không phải là Dimas không có thể hát giống như Vitas được, bởi vì trình độ của Dimas hát những cái nốt nhạc hình như là mình nhớ là mid lên tới rơi 8, son 8, mình nhớ là có những nốt lên tới son 8 là kinh khủng lắm, muốn hết cái đàn người ta luôn rồi. Đó, chơi hand whistle hit lên sau đó thì những cái bài này thật sự không quá khó so với D-Mat, nhưng mà tại sao cậu ấy không lại bắt chước có thể hát giống như Vitas, bởi vì cậu ấy là một người làm nghệ thuật thì cậu ấy cần nhất là sự sáng tạo trong nghệ thuật. Cậu hát cái bài này mà nó ra được vẫn nó bị cái hình bóng của Vitas quá nặng rồi, Vita hay Vitas gì đó, nói là kệ thôi, thì có gì sai thì mọi người châm trước cho qua nha, mình hay gọi là Vitas. Đó thì cái hình bóng của bài này nó quá nặng opera 2. Đó thì D-Mat đã làm nó mới hơn, từ cái cách chơi tới cái cách cuối cùng cậu đã lên tông 3 lần để thể hiện cho người ta thấy là tôi khác biệt với Vitas và tôi hơn Vitas, tôi hát bài này cao hơn Vitas. Đó thì cái đó là cách chơi của mỗi người, không phải cậu ấy phô trương, không phải, tư duy cậu ấy cũng khá là cao. Nghe những bài mà opera của cậu ấy, ngay những cái bài tôi thấy cậu ấy sử dụng cực kỳ khéo léo trong cách xử lý, rất là thông minh trong cách xử lý bài hát. Đó thì cái này là cái sự thông minh cố tình làm ra cho cái sự khác biệt, và có một cái đất diễn, một cái sân chơi dành cho mình, dành cho D-Mat, chứ không phải đơn giản chỉ là mình cover lại một cái bài của người khác. Đây là cái hay của cậu ấy nha. Các bạn thấy không? Nó được âm thanh, nó được dứt lên đây nè. Mình không có hát cao bằng bạn đó đâu, nó chưa luyện tới. Chừng nào luyện tới rồi mình chơi sao mình nói không. Nhưng mà cái âm thanh á, nó đều tập trung ở đây và nó vang ra ngoài. Đó, cái giọng cá heo á là khi mà âm thanh của bạn được cộng hưởng tốt thì nó cộng hưởng tốt sẽ tạo thành âm thanh, và nó là một cái quá trình tập luyện thể lực nữa các bạn. Thể lực phải khỏe lắm, giọng hát cực kỳ khỏe, được sự hỗ trợ của hơi thở, bạn thấy kéo một hơi rất là dài. Kéo một hơi rất là dài và đưa thật tại nó kéo được dưới lên nè, nhưng mà nó đi một vòng cộng hưởng luôn. Từ từ, mình đang ở giai đoạn đầu tập được thôi, đang giai đoạn đầu phá vỡ giọng cổ của mình, đừng hát giọng cổ nhiều quá. Không phải là không hát, sẽ có những bài bắt buộc bạn phải sử dụng. Người ta gọi là giọng cổ, giọng vocal fry gì đó, vocal fry gì đây nè, giọng bắt buộc có vẫn bắt buộc phải có, nhưng mà cái vấn đề là đấy, cái mà cái này là mình tự nhiên bẩm sinh có luôn. Khỏi cần tập. Chúng ta cũng sẽ có những cái kỹ thuật mà bẩm sinh chúng ta có mà khỏi cần tập, có gì đâu, chúng ta đều như nhau hết, chúng ta đều có những điểm khác biệt. Hãy khám phá nó và hãy tiếp tục nghiên cứu để phát triển bản thân nha. Rồi nhớ tập từ từ được, cái gì đó âm thanh hạn chế bị tác động ở cổ thì chắc chắn bạn sẽ hát được thôi. cái cách phối nhạc nó cũng khác nữa. Nào, cái này hay nào. Nói nó xin nói xin nói, đẩy cái hơi của mình. Đó là mid voice đó các bạn, tập mid voice cho kỹ đi. Đó, cái hơi thở của mình. Từ xong rồi nói. Đó là những cái bước đầu tiên để chúng ta cảm giác dần quen với hơi thở, cách sử dụng hơi thở và cảm giác dần quen với mid voice, và chúng ta sẽ đi dần dần tới điểm ước mơ của chúng ta là whistle. Đó, mình đi từng bước như vậy thôi, nó vui có gì đâu. Đừng có đùng một cái nhảy lên tập éo liền, cái tập whistle liền nên nó không được. Mình đi cứ mix trước đi, hát trước đi, rồi từ từ nó sẽ cộng hưởng, nhưng mà phải tập đúng. Đúng là sao hạn chế 99% là không tác động vào trong cổ của mình, một chút xíu tác động vào trong cổ thôi. Vậy thì phải tập hơi thở, sử dụng hơi thở thông minh lên nha các bạn, cẩn thận. Nếu mà lên nốt cao như vậy đi mát chết, nếu mà cứ bóp cổ kiểu đó đi mát chết, vi tát chết hết. Vì vậy những bậc thầy này đã loại bỏ opera, mà họ loại bỏ cái giọng cổ của họ, họ lên hết phôi, họ lên mít và họ sử dụng hơi cổ. Họ bỏ được hết cái giọng cổ của mình. Hay lắm. Nghe tiếp luôn. Tăng nghe thấy thích hơn. Opera opera phá cách đó các bạn. Rất hay. Lên đây nè, cao, nói nó cũng cao hơn bình thường. Ai cũng lắc đầu chứ không phải là hát được. Chị giờ này khó lắm nha bà con cô bác, khó lắm. Ai mà hên xui có được thì chúc mừng bạn, chứ còn để tập thì cực kỳ khó. Lên tầm nữa luôn. Kinh khủng khiếp. Tới bến luôn, sợ gì. À, đỉnh lắm rồi các bạn ơi, thấy như vậy chứ cực kỳ đỉnh. Họ tập họ tốn không dưới 15-20 năm. Đây thì mình chừng nào mình được như họ thì mình cũng phải 15-20 năm, và phải tập luyện trong một cái môi trường chuyên nghiệp đẳng cấp như họ đã vào trong những nhà hát thính phòng chuyên nghiệp để họ tập luyện từ nhỏ tới lớn. Đó là một cái quá trình, ok, và họ cực kỳ điểm. Và mình có nhiều người họ lại so sánh chữ Vitas hay hơn Dimas hay hơn cái thanh. No, hai người đó khác nhau, không có chuyện hay hơn dở, quan trọng là quan điểm của mỗi người thôi. Và nói về đẳng cấp thì đương nhiên Vitas hơn Dimas. Bởi vì sao? Bởi vì nếu ở cái độ tuổi đời, tuổi nghề á, tuổi đời, tuổi nghề và tuổi thật luôn á, thì Vitas dư sức là sư phụ của Dimas. đúng không? VTech lớn tuổi hơn Dmart mà, Dmart còn trẻ, Dmart video này năm 2017 đó, thì cái đó là vẫn nói về cái độ tuổi đời, tuổi nghề á, thì VTech là bậc thầy của, có thể là sư phụ của Dmart rồi. Tôi còn nghĩ là có thể là hai người này có liên quan nhau, người Dmart, người VTech thì cũng hát chung bài, hát cao vậy đó. Đó thì có thể nha. Đó, ai biết được đâu, nhiều khi lên mạng bấm kịch nó có ra mối quan hệ vòng đó. Rồi ok, thì buổi hôm nay là buổi mình reaction ca khúc này, thì mình viết Dimash theo đúng nhu cầu của mọi người. Thì có gì mà nó không có được trơn tru, không được có được hiệu quả thì mọi người cứ thông cảm bỏ qua. Lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm tốt hơn với các ca khúc khác của Dimash nữa, mình rất là thích. Và nói chung là riêng cá nhân mình thì không thích làm reaction giống những người khác, nhưng mà thực sự đối với những giọng ca này thì mình sẽ ưu tiên, bởi vì họ trong đó họ chứa rất là nhiều những cái kỹ thuật thanh nhạc rất là hay. Và cái chủ đề của mình khi làm kênh này là chia sẻ những kiến thức thanh nhạc, những cái sở thích âm nhạc, thanh nhạc, đam mê thanh nhạc của mình. Thì mình sẽ cố gắng tự phát triển bản thân, cố gắng nghiên cứu ra những kỹ thuật thanh nhạc để có thể chạm tới cái giới hạn của âm nhạc của mình, và mình vượt qua giới hạn luôn. Và mình sẽ chia sẻ lại một phần nào đó để mình có thể gọi là cống hiến một chút gì đó cho âm nhạc nước nhà vân vân. Mình thì cũng còn trẻ chứ chưa gọi là già gì hết, vẫn còn thời gian để có thể cống hiến. Hy vọng là mọi người sẽ có được những cái kiến thức, những cái niềm vui hay là một phút giây giải trí cùng mình, thầy Phong Hai Note, và reaction cho bài hát của Dimash ca khúc Opera 22. Và mình sẽ tìm kiếm các bạn nào có những cái bài hát hay hơn điểm như vậy đó thì cứ bỏ cho mình nha, để comment bên dưới, gửi link cho mình luôn để mình có thể làm reaction và nghiên cứu ra những cái kỹ thuật hay hơn để cống hiến và chia sẻ cho mọi người. Mà mặt khác thì mà ai có những khó khăn thì cứ comment bên dưới để mình có thể tư vấn giúp mọi người có thể định hướng con đường tập luyện thanh nhạc, âm nhạc nó càng ngày càng sẽ càng tốt hơn, càng tránh những cái khó khăn, những cái sai lầm để dẫn ra những cái rủi ro là hư vọng hoặc là mất mát quá nhiều thời gian và của cải tiền bạc. Ok, xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Bye bye. See you again.